cho anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một con máy khoan sử dụng pin thương hiệu của Detong ha. Ngoài nó sẽ đựng trong một cái hộp gì nè, trên đây nó có thương hiệu của Detong và bên dưới nó ghi là D21, dùng cái chân pin đời mới của cái hãng này ha. Kẹp của nó là 13 ly nè, impact grill, dùng pin là 21V, tốc độ sẽ là từ 0 cho tới 500 vòng trên phút và từ 0 cho tới 1600 vòng trên phút. Tối đa của nó là 55 Nm/m, sẽ có 3 chế độ khoan và 16 cấp độ bắn đảo chiều trái phải và đầu kẹp của nó là 13 ly autolock luôn ha. Bên đây nó có cái logo Detong 6 mẫu hành 6 tháng nè và model của nó sẽ là D21MK13 nha anh em. Và xung quanh sẽ là những cái hình ảnh và quảng cáo của con máy ha. Nó sẽ có những cái thông số nè, nó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức rồi tiếng Tây Ban Nha luôn ha. Mở ra xem bên trong nó có cái gì nha. Rồi và bên trong chúng ta sẽ có là một cuốn sách hướng dẫn nè, và ở dưới đây thì nó sẽ có một cái phiếu bảo hành nha. Thì mình mua là hàng chính hãng đó, bởi vì mình sẽ được bảo hành là 6 tháng nha anh em. Sẽ là con máy của chúng ta ha, khá là ngầu ha anh em. Trên đây nó có thương hiệu của Detong dập nổi nè, và bên đây nó sẽ có một cái tem thông số nha. Thì anh em nhìn thấy nó ghi chữ Detong, cái mã của nó là D21MK13. Bên dưới thì nó sử dụng pin 21V nè, đầu kẹp 13 ly. Nó sẽ có hai tốc độ là từ 0 cho tới 500 và từ 0 cho tới 1600 vòng trên phút. Lực siết tối đa là 55 Nm/m nè. Cái tốc độ đập búa của nó sẽ là 20.000 vòng trên phút ha. Bên dưới nó cũng có số series cụ thể rõ ràng nha anh em. Và ngoại hình của con máy thì cái phần màu xanh này nó là nhựa cứng, còn cái phần màu đen này thì nó sẽ là cao su ha. Anh em nhấn thì nó lúng vô nè. Thì cái phần cao su nó sẽ bao quanh gần như là toàn bộ con máy nè. Bên dưới tay cầm này luôn, cái đường cách điệu của nó nè, nó làm rất là đẹp luôn ha. Ngoài cái độ thẩm mỹ cao đó thì khi mà anh em cầm nắm thì nó rất là chắc tay nè. Mà lỡ như nó có bị gơi gớt á thì nó chống va đập cũng khá là tốt luôn ha. Cái cò điều tốc của mình nè, và trên đây sẽ là cái núm đảo chiều ha. Người ta lắp sẵn cho mình là một cái móc treo rồi nè. Và ở đây là cái chỗ để mình lắp cục pin nha. Thì hôm trước mình cũng có mua con bu lông đời mới nè, với lại con khoan 10 ly của hãng đó, mình sẽ sử dụng lại những cục pin này nè để cho tiết kiệm chi phí nha nè. Kiểm vô là ok ha. Cái này thì nó sử dụng pin là Detong D21 Power Share nè, 21V 4.0 AH nha. Bên dưới đây nó sẽ có cái chỗ báo pin nè. Hiện tại giờ pin mình nó đang đầy 100% nha anh em. Cái con mới này nó khác với cái con hôm trước mình review á, này nó sử dụng là motor loại nhỏ nè, với đầu kẹp của nó 10 ly. Còn con này thì nó sử dụng motor loại lớn và đầu kẹp của nó là 13 ly nha anh em. Giờ để mình bóp cò cho anh em nghe thử tiếng máy nha. Cái con 10 ly nè, con này nghe rất là êm luôn ha. Đây nè, đâu mình bấm thử điều tốc xem, trả về nè. Wow, điều tốc rất là mượt ha anh em. Cái này hiện tại mình đang chỉnh số 2 đó, nếu mà anh em chỉnh qua số 1 thì nó còn chậm dữ nữa nha. Wow. Rất là đã anh em. Thì trong quá trình mình sử dụng đó, mình thấy trên đây nó sẽ có cái đèn led nè. Thì anh em làm việc trong môi trường thiếu sáng hoặc mình làm việc ban đêm đó, thì có cái đèn này hỗ trợ thì nó cũng rất là hiệu quả luôn ha. Phía trên đây chúng ta sẽ có là một cái công tắc để có thể là mình chỉnh chế độ nhanh chậm ở đây nha. Chế độ chậm thì cái lực siết nó sẽ cao lên, còn anh em chỉnh qua chế độ nhanh đó thì tốc độ nó sẽ cao lên nhưng mà cái lực siết nó sẽ giảm lại nha. Và trên đây thì con máy nó sẽ có 3 chế độ, một chế độ khoan có búa, một chế độ khoan thường và một chế độ bắt vít nha. Cái này thì anh em có thể mình chỉnh bằng cách mình dặn qua nè, dặn qua dặn lại. Và cái chế độ bắt vít của mình nó sẽ có tổng cộng là 16 cấp độ trượt. Anh em có thể gạt ở đây để mình chỉnh nó ha. Mình sẽ chỉnh cấp độ số 1 để mình test thử cho em xem nha. Thì cái cấp độ trượt nó càng nhỏ thì nó sẽ càng nhạy nha anh em. Nếu anh em sử dụng để mình bắt vít những con vít lớn đó thì anh em sẽ chỉnh cho nó cao lên để nó phù hợp với công việc nha. Đây sẽ là cái đầu kẹp 13 ly của nó nè, thì nó sẽ được làm bằng thép 100% nha. Đây thì mình có một cái mũi khoan nè, mình xỏ vô thử xem coi nó có auto lock không nha. Anh em siết vô nè, gạt qua. Nó kêu cạch 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 là ok ha. Tức là con máy này nó sẽ có chức năng auto lock và nó có luôn chức năng là khóa nhông nha anh em. Khi mà mình dặn đây nè thì nó sẽ cứng lại và nó không có bị trượt ha. Mình dặn hết mức luôn á, không có trượt miếng nào nha em. Anh em sử dụng xong mình đổi mũi khoan đó thì mình có thể mình gặt lên nè, đó nó nghe cái cọc là ok, mình có thể mình lấy ra ha, khá là xịn sò nha em. Giờ thì mình sẽ đo kích thước của con máy cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên sẽ là chiều dài của nó, mình đo từ cái đầu kẹp nè cho tới cái đuôi máy, nó tầm cỡ 21.5 cm. Còn cái chiều cao của nó mình đo từ ở trên nè cho tới cái chân pin, nó tầm cỡ 19. Khi mình đo luôn cục pin đó thì nó tầm cỡ 24 cm ha. Ở đây thì mình có cây cân nè, mình sẽ cân xem trọng lượng của nó là bao nhiêu nha. Đầu tiên sẽ là cái thân máy trước nha anh em.
thì nó sẽ có trọng lượng là 1kg 339g. Còn khi mà anh em lắp cục pin 4A của nó vô nè, nó sẽ có trọng lượng là 2kg 036g ha. À, nếu mà anh em không có sử dụng cục pin 4A đó mà mình lắp cục pin 2A vô cho nó nhẹ thì mình cân lên luôn. Nó sẽ có trọng lượng là 1kg 760g ha anh em. Và bây giờ thì mình sẽ đem con máy này ra ngoài sân để mình test thực tế xem coi nó hoạt động như thế nào nè. Đầu tiên thì mình sẽ test thử chức năng khoét gỗ của con máy ha. Ở đây mình sử dụng cái mũi khoét số 35 nha anh em. Cái này thì đơn giản thôi. Nhét vô. Xiết lại. Và khi mà anh em khoét gỗ đó thì anh em sẽ chỉnh ở đây qua chế độ là khoan thường nha. Nhặt qua đây nè. Đây thì mình đang chỉnh chế độ số 2, chế độ là khoét nhanh nha. Rồi, quá ngọt luôn ha. Giờ để mình tăng đô lên đi. Mình lấy cái mũi số 55 ra, mình khoét thử còn sao nha. Mũi khoan chà bá luôn ha. Hôm trước mình mua cũng có mấy chục ngàn à, mà xài cũng đã lắm nè. Dặn nó ra nè. Xài mấy cái auto lock này dễ. Siết ra siết vô mình thay mũi khoan được đó. Nó rất là dễ luôn, tiết kiệm thời gian của mình lắm ha. Rồi, khá là ngon anh em. Ở đây mình có mấy con vít gỗ nè, mình test thử chức năng bắn vít của nó còn sao anh em. Trên đây thì mình sẽ chỉnh chế độ là từ chế độ khoan sang chế độ bắn vít nha. Cấp độ trượt này thì mình sẽ chỉnh cái thấp nhất đi, cái số 1 nè, mình bắn xem coi nó vô được nhiêu nha. Đó, khi vô được gần nửa cây thì nó đã trượt rồi ha. Anh em có thể chỉnh ở đây cho nó cao lên nè. Ở đây mình chỉnh số 5. Thử chỗ khác nha. Đây thì nó đang bị trượt rồi. Vô cấp số 15 coi. 15 là ok ha. Tại vì cái miếng ba lớp này nó tới 3 lớp nữa. Bây giờ nó hơi cứng nha nè. Tùy theo cái loại vít đó thì anh em có thể chỉnh cái số cho nó phù hợp nha. Thử test mấy con ốc quán xà gồ này còn sao nha anh em. Quá ngon luôn ha. Sẵn ở đây mình có hai con ốc con tết nè, mình bắn vô thử trên đây rồi coi nó vô nổi không nha. Wow. Khá là ngon anh em. Tiếp theo mình sẽ test thử chức năng bắn tôn của con máy ha. Và ở đây mình sẽ test trên cái miếng la vậy đúng anh em. Thank you.
khá là ok luôn ha. Dạ, ở đây thì mình có một cái mũi khoét rất là bự luôn nè. Cái này nó ghi là đường kính là 20 và cái độ dài của nó là 250mm ha. Mình thấy tiếng Nhật không nè, nó là Onishi nha em. Bây giờ để mình là lấy ra mình test thử cho anh em xem nha. Mũi rất là bự luôn ha. Lắp vô con máy rồi mình khoét thử hai khúc gỗ này còn sao nha em. Rồi, và khi khoét anh em sẽ chỉnh qua đây nè, là chế độ khoan thường nha. Thì mình có hai cái khúc gỗ nè, cái này nó là gỗ mềm còn cái này nó là gỗ cứng. Giờ mình test trên cái gỗ mềm trước còn sao nha em. Wow. Khá là ngọt anh em nha. Anh em nhìn thấy nó chỗ xuống dưới luôn ha. Ok, bây giờ sẽ là cái khúc gỗ cứng nha em. Wow. Cái này thì mình khoét nó bấy chứ mà đặt qua đây. Khoét bên đây nha. Rồi thì nó vô được khúc thì nó đã ngưng rồi ha. Đó, giờ mình sẽ mở ra nè. Bây giờ mình sẽ gặt qua đây là chế độ số 1, tức là nó sẽ khoan chậm chút xíu nhưng mà cái lực siết của nó sẽ đạt tới tối đa luôn ha. Wow. Ok, bây giờ mình test thử coi nó khoan sắt làm sao nghe nè. Cũng là chế độ khoan nè, giờ mình chỉnh tốc độ cho nó nhanh lên ha. Khá là ngọt anh em. Cuối cùng sẽ là chức năng khoan gạch của con máy ha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là cục gạch thẻ nè. Giờ mình sẽ khoan theo cái phương ngang nha. Cái mũi khoan của mình sử dụng đó là cái mũi khoan 10 ly ha. Mình sẽ chỉnh ở đây qua chế độ là khoan thường nè, khoan không có búa nha nè. Và tiếp theo mình sẽ chỉnh ở đây qua chế độ là vừa khoan vừa có búa ha. Rồi, ok, ngon lành luôn ha. Thì qua bài test mình thấy con máy nó cũng khá là mạnh và làm việc cũng rất là hiệu quả luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Nãy giờ mình cố gắng mình mở cái ra đó, nhưng mà mình mở cái con ốc này ra hết rồi nè. Ở đây thì còn hai con ốc nó ở trong đây hay sao á mà mình mở ra không được luôn rồi. Anh em nhìn thấy cái viền của nó nè, cái viền của nó là nó chảy qua tới bên đây luôn, tức là chắc là mình phải mở cái cụm này ra nè rồi mình mới mở cái này được, rồi mình mới dặn hai con ốc mới mở ra được anh em. Con ốc giữ cốt thì mình cũng gỡ ra rồi nè. Mình gỡ ra rồi mình dặn nó, dặn mà nó cứng quá trời à. Cũng có xài cái khăn với lại cái kềm bấm của mình nè, mình dặn ra mà cũng thua rồi, không có dặn ra được anh em ơi. Đó, thì mình có thể mình mở ra được ở đây nè. Anh em nhìn ở trong coi chơi. Đó, cái này là cái chân pin nè anh em. Bên trong thì có còi điều tốc của nó ha, cũng có tản nhiệt luôn anh em. Anh em nào ở trong kênh đó mà biết cái cách mở cái này nè, có gì nhắn bình luận chỉ cho mình để mình mở ra cho anh em coi chơi cho vui. Anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vào đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn như nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng vui luôn ha. Anh em đã xem video, chúc anh em một ngày khỏe nha. Bye bye.